Đây cặp là cặp loa cao cấp là siêu phẩm của Boss nha các bác. Cặp này là 464, đỉnh cao của dòng loa nghe nhạc và trưng bày cực kỳ sang trọng của hãng Boss. Nói về Boss thì là 464 là top 1 của sự sang trọng và chất âm tuyệt vời. Kết với nó là những con dòng âm ly như là Denon, Sansui, Aquafire v.v. Công suất khoảng 200W trở lên là các bác ghép tốt những cặp loa này. Sở hữu một bass và hai mic và một chép và chân đầy đủ hết. Nói chung là cặp này thiếu mỗi hộp xốp thôi. Và em để riêng hai cái ra để que cho các bác hơi dễ. Cuối video em sẽ để nó lên. Và chúng ta nếu mà để cố định của hai loa này là để lên cái chân và cố định hai ốc phía dưới. Có ốc có theo đầy đủ hết nha các bác. Cặp này thì em về đẹp thiếu mỗi hộp xốp thôi. Cực đẹp để các bác nào sưu tầm. Về chơi với những con ly Sansui đầu 7 nè, 7 là 7, 9 là 7, Sansui 7070 trở lên, hoặc vân vân, 881, hoặc là những con Denon 880D, 890D, DG 1010D. Trước tiên em mời các bác cùng xem với chân, và bộ cặp này thì em đang giao các bác là cực kỳ tốt là 33.500.000 đã bao gồm phí ship nha. 33.500.000 đã bao gồm phí ship, bao giá cho các bác luôn, và hàng cực đẹp, các bác thấy những cái đây còn nguyên luôn. Đây này, các bác thấy đẹp không? Đặc trưng của dòng loa cao cấp của Boss thì nó sẽ là có vân có đá thạch cương như thế này. Đây logo Boss này các bác, nó được niềm chìm bên trong nha. Đây các bác. Như mới nha các bác. Đây. Dòng Boss 464 thì thiết kế rất là tinh tế nha các bác. Phía dưới nó có chân và có một cái lỗ để luồn cái dây loa lên này. Dây loa nó sẽ giấu phía sau của những cái loa này, sẽ không làm lộ dây để tăng cường nét thẩm mỹ của bộ dàn âm thanh chúng ta. Được luồn bên trong bên dưới. Và cái dây loa sẽ giấu bên cạnh thế này. Đấy, cực kỳ là hay luôn và tinh tế. Rồi đi đến chiếc loa đây là phía trên. Có thể đồ mới không? Như một cái miếng gương luôn. Đấy. Mới tinh nha các bác. Đấy. Rất ngay luôn nha. 33.500.000. Bác nào sưu tầm thì nhanh tay bởi cặp này nha. Không lúc nào nó về được cặp nhưng mà như đọc chiếu xốp như thế này. Có thể như một miếng soi gương luôn. Đây cái e-canh này, logo là vàng ươm. E-canh đẹp ngất ngay. Tí nữa em mở e-canh và để trên này luôn các bác xem nha. Nó là loa đối xứng nhau nha các bác. Này. Này. Đẹp hoàn hảo luôn nha. Không một cái điểm trừ nữa, nó quá là đẹp. Này các bác thấy này. Ống ánh luôn. 33.500.000 đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Đây là tiếp theo, cảnh tiếp theo. Hãy các bác cùng xem đồ đẹp này. Như một miếng gương luôn nha. Đây các bác thấy này. Đấy, soi luôn phía sau là có thấy những âm ly phía sau à. Rồi em sẽ cố định để lên cái chân loa để các bác cùng xem tổng thể và độ đẹp của loa như thế nào. Cặp này series là 4080 nha, 4080 nha. Cái trạm loa nó sẽ nằm phía dưới này và nó khi nó nằm phía dưới đây. Đây này các bác, 4080. Nó nằm phía dưới này. Đấy. Đấy, có cầu luôn, có cầu chơi bi quay luôn nha các bác. Rồi cho mình quay luôn. Mới tinh thì coi. Và nó sẽ đúc cái dây đây này và cắm vào cái trạm loa. Đấy, cực kỳ tinh tế luôn. Rồi sau đây em ráp lên để các bác cùng ngắm vẻ đẹp của nó khi cả chân và cả loa được kết hợp với nhau. Đây là tổng quan khi em nó mà lên cả chân. Thế các bác thấy sự hầm hố cực kỳ sang không? Đây lên đi tháo cái căng để các bác cùng ngắm luôn nha. Đây tổng quan của em nó các bác, nó lo đối xứng nhau nha, một bass, hai mic và một chép đo, tất cả gần dinh từ A tới Z nhé. Chung là hàng sưu tầm thôi các bác, một cặp này nó đẹp thiếu một xốp nha. Bác nào sưu tầm thì nhanh tay, giá trong mùa này nó rất là tốt. Nhiều bác mua những cặp này với 37-38 triệu luôn các bác, mà tại em chiến thì giá không bao khâu trung gian, các bác sẽ có một cái sản phẩm đẹp và giá các bác mua về. Sau các bác nâng cấp thì mình phí lỗi rất là ít đấy. 33.500.000 đã bao gồm phí ship nha, tại vì cặp loa này em phải đóng ra hai kiện rất là lớn.
là tiền ship rất là cao. Nên là em cân đối giá và tiền ship cho các bác là bao ship tận nơi là 33.500.000 nha. Đây mời các bác cùng xem tổng thể em nói. Cực kỳ sang luôn nha. Các bác nào có phòng rộng thì chơi cặp này 35-40m2 đó là chơi cặp này là hết bài luôn. Vừa nghi và trưng bày phòng khách sang trọng. Ai khách cứ đi vào là có thấy liền và trầm trồ liền cặp loa luôn. Rồi em xin chào hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.